Thời gian qua, không ít vụ ngộ độc xảy ra do độc tố botulinum khi người dân sử dụng pate chay, cá chép muối ủ chua, chả lụa không rõ nguồn gốc hoặc ăn loại mắm lẻ lâu ngày và đã có trường hợp tử vong do độc tố này có trong thực phẩm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đây là căn bệnh ít gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong, trong khi đó thuốc giải độc lại hiếm. Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam mới đây hướng dẫn cách nhận biết triệu chứng và phòng ngừa ngộ độc botulinum từ thói quen ăn uống và vệ sinh an toàn thực phẩm trong đó. Các triệu chứng nhận biết: mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ, khô miệng, khó nuốt và khó nói. WHO cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với các thực phẩm đóng hộp, thực phẩm chứa chất bảo quản hoặc lên men. Đây chính là những nguồn gây ngộ độc phổ biến. Đồng thời, phòng ngừa ngộ độc botulinum bằng cách tuân thủ 5 chìa khóa an toàn thực phẩm. Giữ tay và các bề mặt sạch sẽ, bảo quản riêng biệt thức ăn sống và chín, nấu kỹ thức ăn, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi sống.